Hello, cuộc sống thực tế xin chào tất cả anh em nha. Hôm giờ đây là khoảng 5 giờ mấy sáng nha anh em. Anh em coi ha, em dắt xong hết rồi mà chưa kịp dán tem. Hôm nay có một cuộc đi sẵn đây em chia sẻ với anh em video ha. Anh em xem video nhớ cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Em đi Vũng Tàu ha, chuyến này đi Vũng Tàu. Đây, quay cho anh em coi thêm một vòng nữa. Em đi ngõ Cần Giờ nha anh em. Đi ngõ Cần Giờ thì nó sẽ gần hơn nha. Tại em ở Nhà Bè thì em đi Cần Giờ thì nó sẽ gần hơn nha anh em. Đây anh em, mình đã tới Vũng Tàu rồi nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Đi trên đường bị mắc mưa quá nha anh em. Mắc mưa quá nhìn xe dơ quá. Thôi cũng sẵn đây review anh em ha. Đây là cái máy của mình, là cái máy mình đi đang đi trên 110 Vin. Đi đầu Super Madrid. Lò xo nặng nha anh em, lò xo nặng đi cháy 54 đầu cao. Thì cái bài này là cái bài này mình làm là An Giang vàng hơi nha. Đi lòng 76 mình vớt 2 ly nha. Cái lòng này mình đầy, cái lòng này đó 78 mình vớt 2 ly xuống. Còn 76 đang đi sinh cam 86 nha anh em. Đó, mình vớt này xuống 2 ly. Và đi An Giang vàng hơi đó anh em. Xe đi cực bốc luôn anh em thấy không? Mình đi 2 nha. Đi 2 mà chạy khoảng 101. Cực nhẹ, máy im. Anh em làm cái bài này cà phê pháo gì được nè. Nè, nhẹ xe. Nhẹ xe, im. Ha, nhẹ xe im. Tốc độ có luôn nha anh em. Thì hồi nãy mình cũng đã test trên đường đó, anh em cũng thấy không? Đi 2 nha, chạy đúng 101 nha anh em. Nha, 101 đúng 101 luôn đó. Thì hồi nãy con mình nó ngồi sau nó dung quá nó tắt nha, mà nhưng nó cũng lên tới mà 101 nha. Còn đi một nó sẽ khác nữa nha, đi một nó khác nữa nha anh em. Đi trời mưa giờ nè anh em. Bách lồng này, bách lồng tồn nha anh em, bách lồng tồn chứ không phải là mình ram lại không nha. Mình đập hộp cái bình mới luôn nha anh em, bình này là bình mới nè.
Bình này mình chạy, anh em càng chạy nè càng đổ mồ hôi nóng lạnh ngắt luôn nha, bình đi ngon lắm nha anh em. Nè bình này bình mới đó, đập hộp luôn nha, bình bình mới. À, xe này thì lửa zin 110 hết luôn, cấu hình zin luôn, cái đầu này là đầu ống hơi nha. À, cục đời này là cục đời của nội địa nha anh em, nội địa Nhật. Bóp cái nổ nha anh em. Đó, anh em thấy không? Còn số luôn. Để mình trả số rồi. À, cái máy thì thầm luôn nha anh em. Cái lồng này là nó không có tay treo nha, mình bỏ tay treo luôn nha anh em. À, mình ngồi đang ngồi hoài thì nói chuyện nhiều khi ồn anh em không nghe, nhưng cái máy rất là im nha anh em, cực kỳ im luôn. Nghe xe mình bao anh em luôn á, mình bao anh em với bình này nếu mà đạt chuẩn luôn 50 cây á, nãy mình test là mình nhắm khoảng bốn mấy 50 cây á, 1 lít đó nha anh em, chuẩn luôn á, bình mới nha. Bình này bình mới mà như nó khui trong hộp ra là nó đẩy giống như là nó còn lâu quá nên nó hơi xấu nha nè. Mà nhưng mình lại thích mấy cái bình này nha anh em. Nó y chang như bình tồn vậy đó nha anh em. Nó hàng mới mà nhưng nó đời đầu á. Garanti chuẩn lắm anh em ơi. Garanti phơi. Đó, garanti phơi lắm. Đó anh em thấy không? À, xe mình làm nhẹ mà găng tay cỡ này là anh em thấy cũng chuẩn rồi ha. Mình đang đi nồi là nồi zin luôn nha anh em, không độ không dán bố không gì luôn, nguyên một cái nồi hãng mới luôn, đập hộp ra quất nguyên cái nồi hãng mới luôn đưa vô. À, xe này là tại vì gấp quá nó đang lỗi ba thứ nha anh em. Cái này là mình chưa có sơn nè, mình mới có trà nhám thôi là mình chưa sơn nè, bắt vô tại mình đi đột sức quá lấy nó đi test thử, vừa xong cục máy vừa xong luôn, chưa làm cái bô nữa nè. Cái bô này về là mình gắn cái bô cổ titan nha, cắt khúc bỏ gắn titan nè. Cái chân này là chưa xong nữa nè, cái chân chưa sơn là gắn đỡ lên đi luôn nè anh em, chưa có chống nghiêng luôn á, anh em hiểu rồi, chưa có chống nghiêng luôn, mình đang gắn chống lứng thì đứng luôn nè. Thì cái gắt chân này á là về là mình sẽ sơn tĩnh điện nha anh em, sơn tĩnh điện rồi gắt cái gắt chân cái chống nghiêng vô mà đang đi chơi thì đục sức quá nên gắn vô luôn. Nói chung là chưa gắn tem luôn nè, mới xong nè, hồi tối là buổi tối là mới mình, nói chung là máy mình mới gáp lên là cũng chưa có vô đai luôn, mà nãy ra đường trường kéo phá, nói chung là kéo hết tay luôn. Xe này vô đai kỹ đàng hoàng, im lắm nha anh em. Về anh em canh cam cò là im lắm. Nhưng nó đang im nha anh em, cực im luôn. Đó, mình cây xong, vừa xong hồi tối rồi cũng chưa có dán tem. Đó, dán tem. Gắt chân 2 tầng sơn tĩnh điện lại là 2 cái. Đó, nó bị 3 cái thôi. Cái bô. Đó, còn cái bô. Đó, vậy thôi. Cái bô thì mình thay cái cổ titan với cái nắp này mình sơn lại nha anh em, mình sơn bóng lại để nó hơi kỳ. À, cái mẫu này mình dọn là theo cái phong cách stan của Thái nha anh em, của Thái. Bây giờ về là mình thay con heo này luôn nha anh em, mình chơi con heo nixin nha anh em. Heo này nói chung thắng cũng phê lắm á, mà nhưng mình thích đi heo nixin cho nó đẹp anh. Tại đĩa là ít heo nixin là hơi khỏi ba bàn. Máy đang nổ nha anh em. Đó, từ bô giáp từ bô chưa rửa chưa sơn gì luôn nè anh em. Vừa xong là xách nhỏ đi liền luôn anh em.
Thì cũng nói chung là về nè, mình sẽ gắn tem lại, rồi gắn tem lại, gắn bẩn đồ vô đàng hoàng chi tiết hết, rồi sẽ chia sẻ anh em một clip thật là đẹp ha. Đây mà gấp quá lấy ra đi, buổi sáng này mình đi là trời mưa luôn, nó dơ lắm, mà nhưng được cái xuống cái máy nó chạy nhẹ lắm anh em, là mình vừa gấp máy xong là mình đi luôn á, là mình chưa có vô đây luôn á anh em, ra kéo tại mà mới làm máy cái máy nó còn nặng lắm, mình phải chạy vô đây này ghi các kiểu rồi xong giờ mình dình chỉnh cam cò là cái máy nó mới nhẹ rồi. Còn hồi nãy mình vừa hồi tối nay mình vừa gấp xong là 5 giờ mấy sáng là mình quất luôn, mình đi luôn đó, mà cái máy vẫn còn ok nha anh em, đi chơi mà lo gì, đúng không anh em, chơi mà chấp nhận chơi là chịu, không có sao hết. Cứ anh em mà chơi chán anh em hạ diêm vậy thôi, không có gì hết. Cái bài này mình bao anh em bao bền mà, tại cái bài này giống như diêm nữa, cây cam á thì mình đang đi cây cam 6 ly, thì mình canh ăn gian vàng hơn cây cam á, cam 6 ly nữa, không mình đi không đi cây cam cao nha, thường thường thì phải đi 6 ly rưỡi hoặc 6 ly 8, mình không đi 6 ly rưỡi 6 ly 8, đi 6 ly thôi đó, nhưng ăn gian vàng hơn đi giống như bài diêm vậy đó, đi cặp súp bắp Madrid, lò xo đầu á, thì lò xo nặng đó, chỉ có vậy thôi. Trái này trái 54 đầu chùa luôn, mình vớt đầu cho vô chảo luôn đó, anh em thấy không, bao nhẹ nha anh em. Nhẹ lắm nha, đi hai người mà hồi đi là chưa vô đây luôn 80 cây nha anh em, ra tới Vũng Tàu 80 cây mà chưa đi hai, mà hồi sáng là mình chạy là 101, mà lúc mà mình ngâm á là nó lên 101 mấy luôn, tại vì đang đi cái nhâm sinh dĩa viên 14-36 đang dư máy, mai là có gắt chân 2 tuần mà nó còn tê chân lắm anh em, nó đang bị tê chân lắm. Mình về lên, mình lên cái nhông, cái nhông 15 là chuẩn nha anh em. Phong cách stan của Thái nha anh em, chưa dán tem rồi. Mình chia sẻ video tới đây thôi nha, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em nha. Anh em xem video nhớ cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhiều.